Chào mọi người, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì trong video hôm nay, Vương sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cách săn được những vé máy bay không đồng của hãng hàng không Vietjet Air. Thì muốn săn được vé máy bay không đồng thì chúng ta hãy thường xuyên truy cập vào trang chủ của vietjetair.com để nắm bắt được thông tin chương trình khuyến mãi của hãng. Và điều thứ hai là chúng ta phải có cái những chiếc thẻ ngân hàng như thế này còn đủ số dư để chúng ta thanh toán trực tuyến. Vâng, và Vương sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời anh chị và các bạn theo dõi cách mà Vương sẽ săn được vé máy bay không đồng hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta hãy đăng nhập vào cái trình duyệt Chrome nha. Và chúng ta gõ là vietjetair.com. Rồi chúng ta bấm vào đặt chuyến bay. Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Và điểm đến sẽ là Hà Nội. Và ngay đi. Chúng ta muốn săn được vé máy bay không đồng thì chúng ta hãy book những ngày xa xa ra. Chúng ta book vào tháng 4 đây. Rồi Vương sẽ book vào ngày 15 tháng 4. Và về sẽ là ngày 19 tháng 4 đây. Rồi cho một người nha. Rồi bấm tìm chuyến bay. Wow, như vậy là ngày 15 tháng 4. Nó có cái vé không đồng này. Từ ngày 13, 14, 15. Đây, chúng ta, những cái vé không đồng nó... Chúng ta kéo cái thanh này trên nha, là có được ngày nào có vé không đồng thì nó nằm đây. Vì ta thấy ngày 15 ta chọn nó đã có rồi, chúng ta kéo lên. Thì các bạn biết muốn đi vé máy bay không đồng rẻ thì chúng ta phải chịu khó đi sớm này. Những cái vé là 5:05, 5:25, 6:00 nè. Và tới 7:00 là cái giá nó cao lên không. Hoặc là những cái chuyến khuya. Đây chúng ta kéo xuống này. Đây những cái chuyến mà chuyến khuya nè. Cái chuyến 22:15, 22:45 là nó có không đồng ha. Thôi chúng ta sẽ đi sớm đi. Vương sẽ đi cái chuyến mà 6:00 nha. Sẽ tích vào ô 6:00. Là sẽ là 390.000. Rồi chúng ta bấm tiếp. Bây giờ đây là cái chuyện về nha. Cái chuyện về Vương chọn ngày 19. Nó vẫn có không đồng này. Đây chúng ta. Khi chúng ta xem mà bây giờ chúng ta chọn ngày 19 mà nó không có không đồng hay là ngày 18 thì chúng ta chọn qua cái ngày không đồng nha. Đây Vương chọn là cái ngày nó có vé không đồng luôn. Và chúng ta kéo lên thì y như lúc đi cũng vậy, lúc về thì cũng đi sớm mới có không đồng. Rồi Vương sẽ chọn là 7:50 đây. Rồi có không đồng. Và sau đó Vương sẽ bấm đi tiếp. Và như vậy là số tiền chúng ta phải trả là 812.400. Đó, chuyến đi ngày 15 tháng 4 Sài Gòn đi Hà Nội 6:00. Và chiều về là ngày 19 tháng 4 từ Hà Nội về Sài Gòn, chuyến 7:50. Rồi chúng ta đồng ý thì chúng ta đi tiếp. Và bây giờ Vương sẽ nhập thông tin nha. Thông tin này, nam thì để nam, họ và tên. Họ và tên đây á thì chúng ta phải điền thông tin như trong cái giấy căn cước công dân đó, hoặc là bằng lái xe. Viết hoa không dấu nha. Rồi, tên là Đại Vương. Ngày tháng năm sinh, nó bắt buộc nha. Ngày tháng năm sinh sẽ là ngày 11 tháng 11 1991. Quốc tịch Việt Nam. Rồi chúng ta kéo số điện thoại. Đây là số điện thoại của Vương nha. Các bạn nào xem không được vé máy bay không đồng thì hãy liên hệ cho Vương để Vương hỗ trợ nhé. Và địa chỉ email nữa, chúng ta hãy nhập thật chính xác. Vé máy bay Đại Vương. Đại Vương. Rồi nơi ở hiện tại thì không cần điền đâu. Và chúng ta này, các bạn muốn lần sau chúng ta nhận được thông tin khuyến mãi gì, chúng ta tích vào đây. Chúng tôi muốn được nhận thông tin này, chúng tôi muốn nhận thông tin khuyến mãi từ Vietjet này và các đối tác này, chúng ta tích vào đây. Rồi chúng ta bấm đi tiếp. Rồi các bạn để ý nha, chúng ta chỉ có 800 mấy mà hiện tại nó đang hiển thị lên cái tổng vé là 1.300.000 này. Thì nó đang cộng cho hành lý chúng ta. Thì chúng ta muốn mua hành lý thì chúng ta
giữ, còn chúng ta không quản lý thì chúng ta tích vào đây và chúng ta sẽ không chọn hành lý. Rồi bây giờ Vương sẽ lật cái điện thoại nó đứng lên nha. Chúng ta không muốn chọn hành lý á thì chúng ta bấm vào đây không cảm ơn nè, không cảm ơn. Rồi cái chữ về chúng ta cũng bấm kéo xuống như này, bấm không cảm ơn nè. Wow, cái bảo hiểm du lịch đây nó đang cộng 101 và chúng ta bấm không cảm ơn luôn, xác nhận. Rồi như vậy là số tiền chúng ta phải trả là 812.400 đồng á, là ok rồi đó. Để chúng ta bấm vào đi tiếp nè. Rồi qua cái phần mà thanh toán nha, thanh toán thì nó phải bắt buộc là thanh toán ngay chứ nó không cho chúng ta mà giữ chỗ này nha. Thì chúng ta có sẵn sàng thẻ ngân hàng và chúng ta sẽ điền thanh toán thông tin đó. Và như đây là Vương sẽ điền thông tin này nha. Rồi chúng ta nhập cái số thẻ vào. Rồi tiếp theo đó chúng ta nhập tên chủ thẻ nha, tên được in trên cái thẻ đó. Và bây giờ thì nhập cái ngày hết hạn được in trên thẻ luôn. Và sau đó chúng ta nhập cái mã mà CVV nó nằm cái mặt sau của cái thẻ gồm các chữ số nha. Rồi tiếp theo đó chúng ta nhập cái địa chỉ này, thành phố này, quốc gia này. Cái nào mà nó có cái sao đỏ thì chúng ta phải điền đầy đủ thông tin nha. Và tạm tính là số tiền vé của chúng ta là 812.400 đồng. Và nó sẽ có phí cái tiện ích là 108.000 nha. 108.000 là nó bắt buộc. Chúng ta gọi là 54.000 cho một chặng á. 54.000 là hai chiều là 108.000 bắt buộc nha. Và tổng số tiền chúng ta phải trả là 920.000. Chúng ta mua vé không đồng nhưng mà chúng ta phải trả là 920.000 cho từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Hà Nội đi Hồ Chí Minh. Và sau khi chúng ta điền hoàn tất các thủ tục thông tin như trên và số tiền chúng ta phải trả là 920.040 đồng và chúng ta chỉ cần bấm là lúc là thanh toán này thì tiền trong tài khoản chúng ta sẽ bị trừ 920.400 đồng và hãng sẽ gửi mail liền cho anh chị và các bạn đã xác nhận chúng ta đặt vé thành công. Và như vậy là Vương vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cách săn vé máy bay không đồng trên hãng vietjetair.com. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hữu ích hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.